Chó Sài Gòn về quê bị ăn hiếp và pha xử lý dơ không ai bằng. Lâu lâu dân cô Ri Sài Thành mới về quê ăn Tết, sợ ẻm lạ nước lạ cái không quen bị bạn bè bắt nạt, nhưng mà dễ gì bắt nạt được Ri này à. Sao là sao? Sơ hở một xíu là đã thấy đứng với hai anh giang hồ trắng đen như đang muốn bàn luận cái gì đó. Tính càng ngăn nhưng mà pha xử lý của bạn cô Ri khiến con Sen hú hồn vì dơ không ai bằng. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên giơ chân lên đi vệ sinh trước mặt hai bạn chó kia, làm tụi nó ngỡ ngàng ngơ ngác luôn. Nè nè nhỏ kia, đang nói chuyện mà mày làm cái gì mà bất ngờ vậy? Tưởng bị ăn hiếp chứ ai ngờ cũng giang hồ chiêu trò lắm. Rồi làm cái thế võ gì mà xoay vòng vòng rồi đá cho các bụi bay tứ lung tung. Chó mà hất cái chân tưởng ngựa không á. Hai bạn chó kia thì chắc chắn không ngờ có một đứa dân Sài Thành về lại xử lý chơi dơ như thế này nên đứng hình luôn. Xem tụi nó mà buồn cười hết sức. Thôi như này thì cũng yên tâm riêng ngố nhà mình không sợ bị ăn hiếp rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.